Hỏi là em sử dụng bộ môn thiện số học làm phương tiện để giúp cho các em sinh viên định hướng nghề nghiệp, chữa lành tâm lý, giúp cho các em biết về Phật Pháp, về tu hành giáo lý của Đức Phật. Thì trong kinh tạng có nói, có ghi về bó toán là tà màng. Em có thắc mắc là chỗ này mình dùng để làm việc thiền, việc tốt để mọi người thực hành hạnh bố thí thì có gây nghiệp hay quả báo gì không ờ, ở trong kinh tá tức là kinh 36 và 38 pháp hạnh phúc thì có một câu như thế này cái việc mà chúng ta làm kiếm cái cuộc sống sanh nhai á, mà nó không có trộn lẫn cái nghiệp dữ thì đó là cái phước lành cao thường À, bây giờ người ta kiếm sống rất là khó khăn à, người ta và cái nghề nghiệp á cái nghề nghiệp mà cư sĩ với quý vị đi kiếm sống á nó rất khó để mà nó không có lẫn lộn những cái nghiệp dữ ngay cả những cái nghề thuần túy kỹ thuật đi chăng nữa thì nó cũng có lẫn lộn một vài cái nghiệp dữ ở trong đó ví dụ như nói dối nè À, ví dụ như là uống rượu nè đấy thì uh, rất là khó để chúng ta có một cái uh, công việc nuôi mạng mà không có chen lớn những cái nghiệp dữ uh, cái uh, cái việc xem bói cũng vậy có một chuyện sư cần khẳng định là Phật giáo uh, không có bài xích cái chuyện mà xem bói xem tướng không có bài bác không có phủ nhận ha à, ờ, nhưng mà nó là tà mạng đức thế tôn nói đó trong tăng chi bộ kinh nghiệp trắng cho quả trắng nghiệp đen cho quả đen nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng mà khi chúng ta làm cái nghiệp mà có đen có trắng ấy, thì chúng ta phải xét coi là cái nghiệp trắng nó nhiều hơn hay cái nghiệp đen nó nhiều hơn ví dụ như à, chúng ta lợi dụng cái danh nghĩa từ thiện à, mà chúng ta bòn rút cái của trong đó để chúng ta có danh có lợi chúng ta hưởng à, à, chín phần chỉ chừa là có một phần đi làm từ thiện thì như vậy là cái ác nghiệp nó nhiều hơn cái thiện nghiệp mặc dù đương nhiên cũng có thiện nghiệp à, thì trong cái chuyện đó thì cái nghiệp đen nó nhiều hơn nghiệp trắng trong những trường hợp tương tự thì quý vị cứ như vậy quý vị suy nghĩ ha, là khi chúng ta làm cái việc đó nó có lẫn lộn nghiệp đen và nghiệp trắng thì cái nào nhiều hơn ha, đen nhiều hơn hay trắng nhiều hơn tùy quý vị quyết định ở trong tăng chi bộ kinh đức phật có nói đó có một cái hạng mà cư sĩ mà được xem là cái hạt chót hàng vứt đi à, đó là gì xem trọng cái điềm lành điềm giữ hơn là nghiệp và quả của nghiệp ví dụ như à, mình nhìn cái tướng này đó à, à, cái tướng này thì họ chuẩn bị họ chịu cái, cái cái khổ nè hoặc là cái tướng này đó à, có những đặc điểm cái tướng này là sẽ có quý nhân phù hộ thì à, khi mà mình tin tưởng về cái cái điểm lành điểm dữ tin tưởng nó hơn là tin tưởng nghiệp và quả của nghiệp thì à, mình sẽ trở thành cái hàng cư sĩ hàng chót uhm... Đức Phật dùng những cái từ rất là nặng đó là cư sĩ bị vứt đi à, ở à, ở trong cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Phủ nhận thì không có phủ nhận nhưng mà à, có thể à, tránh được thì nên tránh bởi vì đó à, nếu như mà chúng ta lầm nhiều về cái vấn đề này thì nó sẽ dễ dẫn đến cái chuyện là mình coi trọng cái tướng hơn là coi trọng cái nghiệp và quả của nghiệp và khi mình giải quyết giải thích một vấn đề gì thì mình sẽ ưu tiên ưu tiên nhìn vào cái tướng số học hơn là mình ưu tiên nhìn về khía cạnh nghiệp quả và quả của nghiệp khi nhìn khi đụng chạm khi tiếp xúc bất kỳ việc gì mình sẽ có khuynh hướng nghĩ đến cái tướng số đầu tiên chứ không phải mình có khuynh hướng nghĩ đến nghiệp và quả của nghiệp đầu tiên Uhm, đó là một cái điều không có nên phải à, tập á khi mình nhìn bất kỳ điều gì cái việc đầu tiên là mình nghĩ đến nghiệp và quả của nghiệp trước rồi mình mới nghĩ đến những chuyện khác à, đó là lý do mà đức phật nói cái chuyện mà coi tướng số này là cái nghiệp tám uhm. mạn